Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, huyện Bảo Thắng vừa tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho gần 400 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã năm đầu nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức trực tuyến. Tham gia lớp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã đã được truyền giảng 6 chuyên đề là tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã, chính quyền địa phương và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã, kỹ năng giám sát của đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã. Với các kiến thức đã được tiếp thu qua tập huấn, sẽ giúp nâng cao năng lực, kỹ năng của các đại biểu Hội đồng Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp của huyện Bảo Thắng nhiệm kỳ 2021-2026. Tỉnh Lào Cai quyết định thành lập Tổ công nghệ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai, thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh triển khai và áp dụng các giải pháp nền tảng công nghệ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tổ công nghệ sẽ là đầu mối phối hợp với Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp công nghệ liên quan để nhận chuyển giao, triển khai các giải pháp nền tảng công nghệ phòng chống dịch COVID-19 cho các ngành, các địa phương. Hỗ trợ hợp tác liên quan đến kỹ thuật, giải pháp, công nghệ, hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 và tổng hợp dữ liệu liên quan đến khai báo y tế điện tử, dữ liệu tại các điểm kiểm dịch của tỉnh, dữ liệu kiểm soát ra vào các điểm công cộng, dữ liệu sổ sức khỏe điện tử, dữ liệu về tiêm chủng, dữ liệu về thực hiện truy vết và triển khai kết nối, tích hợp dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, nền tảng công nghệ phòng chống dịch COVID-19. Trong vòng 2 năm qua, đã có 16 vùng trồng chuối của tỉnh Lào Cai được cấp mã vùng trồng, đảm bảo đủ điều kiện để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Tỉnh Lào Cai đã lập hồ sơ trình và được Cục Bảo vệ Thực vật cấp 16 mã số vùng trồng chuối với diện tích là trên 3.000 hecta, cùng 6 cơ sở đóng gói nông sản cho các công ty, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã. Như vậy, phần lớn diện tích chuối của tỉnh đã được cấp mã vùng trồng, đảm bảo yêu cầu nhập khẩu của Trung Quốc. Hiện toàn tỉnh Lào Cai có 3.585 hecta chuối, tập trung chủ yếu tại các huyện Mường Khương, Bát Sát, Bảo Thắng và thành phố Lào Cai. Bình quân mỗi năm, vùng chuối hàng hóa của tỉnh đạt tổng sản lượng trên 85.000 tấn. 90% sản lượng chuối của Lào Cai được xuất khẩu sang Trung Quốc, phần nhỏ còn lại cung ứng cho các thị trường trong tỉnh và một số tỉnh miền xuôi. Mỗi năm, các vùng chuối hàng hóa cho tổng giá trị khoảng 340 tỷ đồng. Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, trên địa bàn huyện Bảo Thắng xuất hiện rất nhiều thôn nông thôn mới, thôn kiểu mẫu. Những thôn bản này đã và đang định hình một kiểu dáng phố trong thôn, trù phú, yên bình mà không kém phần văn minh hiện đại. Hơn 6 thập kỷ trước, thế hệ những người dân đầu tiên rời quê hương Giao Thủy, Nam Định lên vùng đất này xây dựng vùng kinh tế mới. Những câu chuyện cũ về một thời gian khó giờ chỉ còn trong ký ức. Quyết tâm xóa bỏ đói nghèo, trên 150 hộ dân đậm hẻn đã nỗ lực tìm hướng đi phát triển kinh tế gia đình, làm nghề mộc, làm thợ xây, phát triển kinh tế trang trại và gia trại, trồng rừng sản xuất. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đã tăng lên 45 triệu đồng một năm. Cả thôn không còn hộ nghèo. Khi chúng tôi lên thì điều kiện khó khăn lắm. Thế bây giờ thì trưởng thành lên thì các con chúng tôi là biết cách đi làm nghề nghiệp. Nên nông thôn mới sung túc, vui sướng. Đời sống khá giả hơn, tạo điều kiện để người dân nậm hẻn tham gia tích cực vào chương trình nông thôn mới. Bà con sẵn sàng hiến đất, góp công lao động, góp tiền để xây dựng nhà văn hóa, đổ bê tông 100% các tuyến đường trục thôn, tuyến đường liên gia, liên ngõ. Những khẩu hiệu đường rộng, sáng đèn nhiều hoa, vệ sinh môi trường nông thôn sạch đẹp văn minh được bà con đồng lòng ủng hộ. Ban quản lý thôn có hạch toán lên cái nền kinh tế rõ ràng cụ thể chi tiết rồi mới đưa vào họp dân, dân đã bàn cùng mấy ban quản lý thôn đối với số kinh phí cũng như là các hộ đóng góp như nào, các khẩu đóng góp như nào để mà thực hiện thì qua công việc như thế thì kể cả tất cả từ năm 2011 đến năm nay là đã 10 năm thực hiện cái chương trình đó thì thôn chúng tôi cũng rất là thành công. Nhà sạch thì mát mà bát sạch thì ngon cơm. Cho nên là chúng tôi là cứ sáng nào hay là chiều nào cứ thấy bẩn là quét thôi. Chứ không phải là bảo là mỗi tháng một lần gì đâu. Thì gọi là cái đường làng ngõ xóm thì nó sạch sẽ. Coi là cũng nó vừa đẹp làng xóm, nó lại vừa vệ sinh nữa. Cho nên là chúng tôi là cứ thực hiện là ngày nào là cũng quét đường. Chính thức được công nhận là thôn kiểu mẫu từ năm 2020. Ở nậm hẻn hôm nay, những ngôi nhà thường xuyên không cần đóng cửa khi chủ đi vắng.
bà con đang tính toán để tiếp tục đổ bê tông rộng hơn chiều ngang mặt đường vào thôn và ngõ xóm, để con đường được thông thoáng hơn, để phố trong thôn ngày càng trù mật, định hình rõ nét hơn. Nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai và thực hiện hoàn thuế VAT, Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan thực hiện nghiêm các giải pháp nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong hoàn thuế VAT. Trong đó sẽ tập trung tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau hoàn thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoàn thuế, sớm áp dụng hóa đơn điện tử, dữ liệu lớn hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc để ngăn chặn tình trạng hoàn thuế khống, sử dụng hóa đơn giả, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước. Kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, chuyển cơ quan điều tra để xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân lợi dụng chính sách hoàn thuế VAT để gian lận, lập hồ sơ khống, quay vòng, sử dụng hóa đơn giả nhằm thu hồi đầy đủ số tiền thất thoát vào ngân sách nhà nước. Huyện Bát Sát đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện đạt và vượt mục tiêu đón 1,2 triệu lượt khách du lịch đến địa phương vào năm 2025. Để thực hiện mục tiêu này, huyện đã ban hành đề án số 5 về phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bát Sát giai đoạn 2020-2025. Trong đó tập trung phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng như du lịch mạo hiểm, du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng, sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, nông nghiệp, đầu tư hạ tầng các tour tuyến tại khu vực Dền Sáng, Y Tý, các đỉnh núi Lào Thần, Kỳ Quan San, xây dựng tuyến du lịch tâm linh dọc sông Hồng như đền mẫu Trịnh Tường, cột cờ Lũng Pô, xã Mú Sung. Trước mắt, huyện đang tập trung nâng cao năng lực quản lý về lĩnh vực du lịch từ huyện đến cơ sở, thành lập tổ quản lý du lịch huyện Bát Sát, xây dựng quy chế quản lý du lịch trên địa bàn, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ xây dựng những chương trình kích cầu, giảm giá dịch vụ để thu hút du khách. Là tác giả của nhiều đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh, một trong 15 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của Lào Cai năm 2018, thầy giáo Ngô Thanh Xuân, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai, đặc biệt say mê với nghiên cứu khoa học, niềm đam mê được nuôi dưỡng từ những ngày còn ở giảng đường đại học và đã được thầy truyền lửa đến những thế hệ học trò của mình hôm nay. Nhóm học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai vừa mới hoàn thiện đề tài nghiên cứu bộ thí nghiệm nhanh về enzyme. Từ ý tưởng cho đến khi bộ thí nghiệm được hoàn thiện, Minh Anh và các bạn của mình luôn được nhà trường tạo điều kiện, đặc biệt là sự tư vấn hỗ trợ của thầy giáo Ngô Thanh Xuân. Chúng em mới tạo dựng ra một ý tưởng là làm một bộ thí nghiệm, thứ nhất là đầy đủ hóa chất phục vụ cho học sinh và giáo viên trong học thực hành. Cái quá trình sản xuất và chọn lọc đấy nó mất khá là nhiều thời gian và chúng em chưa có nhiều trải nghiệm học tập nhiều. Thầy cũng đã cùng với chúng em là đưa ra một cái quy trình nó chọn lọc nhất và nó phù hợp cho cái bối cảnh sản xuất của chúng em nhất ạ. Mình cũng luôn bám sát với các đề tài, đặc biệt là cái dự án về bộ thí nghiệm nhanh này. Qua mỗi một tuần hoặc qua mỗi những thí nghiệm, nếu có những cái vấn đề mà nó phát sinh, thầy trò lại cùng với nhau bàn bạc và tư vấn cho các em để làm sao để các em có thể ra được một cái sản phẩm nó hoàn thiện. Liên tiếp trong các năm từ 2019 đến 2021, trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai là đơn vị đứng đầu toàn quốc về số giải dự thi nghiên cứu khoa học cấp quốc gia với 2 giải nhất và 2 giải nhì. Để có được kết quả đó, nhà trường luôn coi hoạt động nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ trọng tâm. Và thầy giáo Ngô Thanh Xuân, với tâm huyết, nhiệt huyết của mình đã tạo mọi điều kiện cho học sinh được tiếp cận với nghiên cứu khoa học. Thầy Xuân còn có những hoạt động rất là hay như là đông trùng hạ thảo và đặc biệt là cái vườn trường này ạ. Chúng em đã được trải nghiệm rất nhiều như kiểu các loại cá và các cây trong khu vườn này ạ. Từ đó chúng em thêm niềm đam mê nghiên cứu khoa học và một ngày nào đó có thể giống như thầy Xuân ạ. Một phòng nuôi cấy mô, một khu vườn thực nghiệm ở phân hiệu Đại học Thái Nguyên, vườn STEM, phòng đông trùng hạ thảo tại trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai. Thầy giáo Ngô Thanh Xuân đã để lại dấu ấn của mình trong từng công trình như thế để tiếp lửa đam mê cho các thế hệ học sinh của mình. Thông qua hoạt động đó, học sinh phát triển được rất nhiều kỹ năng mềm khác và điều đó tôi nghĩ là nó sẽ rất tốt cho học sinh. Mai sau khi mà các em học chuyên nghiệp cũng như là phát triển nghề nghiệp sau này, không riêng gì trong lĩnh vực khoa học mà trong tất cả các lĩnh vực khác trong đời sống. Nghiên cứu khoa học phải gắn với thực tiễn cuộc sống. Trên tinh thần ấy, thầy giáo Ngô Thanh Xuân cũng đã có nhiều nghiên cứu, chuyển giao nhiều kỹ thuật, áp dụng vào thực tế sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thầy Xuân cũng luôn đặt niềm tin những thế hệ học trò của mình cũng sẽ biến đam mê thành hiện thực, đóng góp cho sự phát triển của quê hương.
Nội dung thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.